Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hà Nam chuẩn bị cho đại lễ Phật đản Vê Sắc 2019. Hơn 200 người phải điều trị dự phòng bệnh dại tại phòng tiêm chủng Sapo Hưng Yên. Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Sau đây là nội dung chi tiết. Do áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên các diện tích nhãn tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn cho sai hoa đậu quả, đạt tỷ lệ 60% diện tích. Huyện Khoái Châu là vùng trồng nhãn lớn nhất của tỉnh với trên 1.670 ha. Giống nhãn được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện là nhãn miền thiết chín muộn chiếm khoảng 80%, còn lại các giống nhãn khác. Các xã có diện tích nhãn lớn là Hàm Tử, Dạ Trạch, Bình Minh, Đông Kết. Thời điểm này, nhãn đã qua thời kỳ ra hoa, tỷ lệ đậu quả đạt trên 60% diện tích. Để đạt được kết quả đó, các chủ vườn nhãn luôn kết hợp hài hòa giữa ứng dụng khoa học kỹ thuật với kinh nghiệm chăm sóc nhãn trong các công đoạn chăm sóc như cắt tỉa, khoanh vỏ thân cây, bón phân, tưới nước, phun phòng bệnh, đúng thời gian sinh trưởng của cây. Hiện nay, để nhãn phát triển tốt, đảm bảo cho năng suất, quả và chất lượng đạt cao, các chủ vườn đang tập trung cắt tỉa bớt nhãn non ở những chùm sai quả, bổ sung dinh dưỡng, phun phòng trừ một số loại sâu bệnh và chống rụng quả cho cây. Thời gian qua, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã triển khai các mô hình liên kết sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất nông nghiệp thông thường. Đến nay, huyện Bình Lục đã xây dựng được trên 40 mô hình tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất lúa, rau củ quả sạch với tổng diện tích gần 460 ha, tổ chức liên kết sản xuất với 7 doanh nghiệp. Qua khảo sát, đánh giá ban đầu cho thấy các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường. Trong đó, mô hình sản xuất lúa giống lúa chất lượng cao sau khi đã trừ mọi chi phí cho thu nhập cao hơn so với sản xuất lúa thông thường từ 5 đến 8 triệu đồng một ha. Các mô hình trồng dưa bao tử xuất khẩu, trồng dưa lê, trồng ớt cho thu nhập cao hơn trồng lúa từ 54,8 triệu đến 125 triệu đồng một ha. Mô hình trồng hoa hồng tại xã Đồng Du với diện tích 5 ha, mô hình trồng cây bạch chỉ diện tích 3,2 ha tại xã Mỹ Thọ, mô hình trồng cam đường canh với diện tích 5 ha tại xã An Ninh cũng cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa. Đặc biệt, một số mô hình mới được triển khai trong năm 2018 như mô hình trồng dưa vân lưới trong nhà kính, liên kết với công ty giống cây trồng Trung ương triển khai tại 3 xã Bình Nghĩa, Hưng Công, An Ninh cũng cho thu nhập mỗi vụ sau khi đã trừ chi phí còn lãi 25 triệu đồng một mô hình. Thưa quý vị và các bạn, để tạo thêm việc làm cho người dân lúc nông nhàn, nhiều hộ gia đình ở Nam Định đã đưa thêm các nghề truyền thống về làng quê, góp phần giúp nông dân tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nghề làm mành hạt tại thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực là một trong những nghề đang đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Xuất thân từ gia đình có nghề nấu kẹo lạc truyền thống, nhưng anh Vũ Văn Trưởng, thôn Thượng Nông, xã Bình Minh lại tìm tòi làm quen với nghề làm mành hạt. Dù đã có quá trình làm nghề gần 20 năm nay, nhưng chỉ mấy năm gần đây anh cùng gia đình mới thực sự mở rộng được quy mô sản xuất và tạo việc làm cho người dân lao động trong xã và các xã lân cận. Cũng như nhiều nghề thủ công khác, để làm nên những chiếc mành hạt thành phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ xay hạt tạo hình, tạo độ nhẵn bóng đến xấy hạt cho khô rồi trộn màu sâu hạt. Bởi vậy, gia đình anh thường xuyên huy động từ 5 đến 7 nhân công trực tiếp sản xuất. Ngoài ra còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại nhà trong lúc nông nhàn. Đây cũng là công việc thuận lợi cho nhiều lao động ở nông thôn. Làm ở đây cũng nhàn, cũng chả có gì vất vả. Thế này lương tháng ổn định 2 triệu rưỡi 3 triệu tháng. Mức lương như này thì cũng phù hợp với tôi bởi vì là con cái ở nhà thì cũng không thể đi xa được. Vừa làm ở đây vừa làm đồng ruộng cho chăm các cháu cho nó học hành. Không đi đâu được thì gần nhà thì tiện làm ở đây với các bác với các chị. Theo chia sẻ của những người làm nghề tại thôn Thượng Nông, dù nghề làm mành hạt không quá khó và mang lại thu nhập ổn định cho người dân, tuy nhiên việc mở rộng quy mô sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do mức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường còn lẻ tẻ. Đây cũng là nguyên do để những người làm nghề tiếp tục cải tiến mẫu mã sản phẩm mành hạt nhằm đáp ứng được nhiều hơn thị hiếu của người tiêu dùng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Nắm bắt được, đây là cuộc điều tra có quy mô phạm vi rộng liên quan đến nhiều đối tượng.
nội dung điều tra đa dạng và phức tạp, có khá nhiều vướng mắc phát sinh. Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai, Ban chỉ đạo các cấp xử lý giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo cho cuộc tổng điều tra diễn ra thuận lợi, thông suốt, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Quế Võ. Với địa hình rộng, một số địa phương có lượng công nhân lưu trú cao, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Quế Võ có sự tham gia của 250 điều tra viên, 21 tổ trưởng và giám sát viên cấp huyện. Để thuận lợi cho công tác điều tra cũng như đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin và không bỏ sót hộ và nhân khẩu thực tế. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã trưng tập điều tra viên là người sống tại địa phương. Trên cơ sở đó, trước khi bước vào cuộc điều tra, mỗi điều tra viên sẽ được tập huấn nghiệp vụ điều tra bằng điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra để người dân hiểu và sẵn sàng cung cấp thông tin. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành việc điều tra trước ngày 22 tháng 4. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Chỉ còn ít ngày nữa, Đại lễ Phật đản Vesak 2019 sẽ diễn ra tại Chùa Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Dù là năm thứ ba Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ tại Việt Nam, song với Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam thì đây là năm đầu tiên phối hợp triển khai thực hiện đại lễ. Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam cùng các tăng ni Phật tử gấp rút thực hiện. Đại lễ Vesak năm nay có sự tham dự của 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, 1.500 đại biểu trong nước và hàng vạn Phật tử, du khách trong và ngoài nước. Để đại lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng nghi thức của Đạo Phật và tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đề ra 11 công việc trọng tâm và đang tập trung triển khai thực hiện. Nổi bật là triển khai phổ biến các văn kiện liên quan đến Đại lễ Vesak 2019 do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành, tuyên truyền, phổ biến tinh thần nội dung và các hoạt động của đại lễ tới đông đảo quần chúng nhân dân, tín đồ Phật tử, cử đoàn đại biểu đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam tham dự đại lễ, hướng dẫn, động viên tín đồ Phật tử treo cờ Phật giáo, phướn, phan, lồng đèn tại gia. Trong thời gian diễn ra đại lễ, sẽ tổ chức phóng sinh, thả hoa đăng trên sông Hồ, tổ chức hội thảo, tọa đàm về ý nghĩa ngày đại lễ Vesak, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội. Tại các chùa trên địa bàn tỉnh như Chùa Bầu, Chùa Hòa Lạc, Chùa Phương Khê, Chùa Thi Sơn, các tăng ni và Phật tử đang tập trung trang trí khánh tiết, chuẩn bị phòng nghỉ cũng như các điều kiện cần thiết để đón tăng ni, Phật tử, du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái, nghỉ chân trong dịp đại lễ. Còn Phật tử thì chúng tôi cũng cùng với thầy chùa là hết sức là phấn khởi và cũng chuẩn bị để sửa sang lại chùa chiền cũng như là cảnh quan của chùa làm sao là khang trang đẹp mà trang nghiêm, cũng để là đón các quý vị đại biểu rồi các thầy các Phật tử xa gần. Giáo hội Trung ương có về đây làm đi chăng nữa thì nhiều chỗ nhiều việc cũng vẫn không thông hiểu được hết. Thế thì nó có tưng bừng hay không? Thì vẫn là cả cái tỉnh Hà Nam mình phải tưng bừng. Cho nên chúng tôi đã huy động tất cả các chùa trong toàn tỉnh là đều có những cái hình thức, những cái chương trình trước đó hàng nửa tháng để chào mừng cái ngày đại lễ tại Hà Nam rất tốt. Ví dụ từ trang trí khánh tiết, từ các cổng chùa, từ làng quê cho đến miền núi, cho đến thành phố, rồi các buổi thuyết pháp thuyết giảng đều tổ chức một cách nghiêm túc bài bản để nêu lên cái ý nghĩa đặc biệt của Đức Phật Giáng sinh. Đại lễ Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 tại Chùa Tam Trúc, một cơ sở tôn giáo đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện để đảm bảo điều kiện tốt nhất tổ chức thành công đại lễ. Cùng với Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đang nỗ lực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất. Bởi đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Hà Nam trong năm 2019. Việc tổ chức thành công đại lễ không chỉ có ý nghĩa về tôn giáo, mà còn khẳng định uy tín, vị thế của tỉnh Hà Nam, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh tới du khách trong và ngoài nước.
Những năm qua, việc khai thác phát huy vai trò của tủ sách pháp luật ở cơ sở luôn được tỉnh Ninh Bình quan tâm thực hiện, đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 800 tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các xã phường thị trấn, các nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố và các cơ quan đơn vị, với hơn 95.000 đầu sách pháp luật. Hầu hết đều được đặt ở vị trí thuận lợi, sắp xếp khoa học. Hàng năm, Sở Tư pháp hướng dẫn các huyện, thành phố trang bị bổ sung những đầu sách pháp luật cần thiết, tiếp tục cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Nhiều đầu sách có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật khiếu nại, Luật tố cáo được trang bị đầy đủ. Thường xuyên hàng năm là vẫn tạo điều kiện một là tu sửa và bổ sung kinh phí để mua sách. Thì trong quá trình hàng năm thì có thể có những văn bản mới về luật, các văn bản ví dụ dưới luật về nghị định, thông tư chẳng hạn. Còn liên quan thì tôi giao cho Tư pháp xã, cũng chức Tư pháp xã là tham mưu xây dựng chọn lọc những cái bộ sách mang tính chất hữu hiệu để bổ sung tủ sách pháp luật. Thứ hai là cũng đối với người dân khi đến có nhu cầu thì tạo điều kiện và phân công cán bộ mở sổ theo dõi. Có thể người dân vẫn cho mượn về nhà nhưng mà hẹn trả đúng ngày, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các cái thông tin pháp luật. Việc xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở có phần phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Thống kê tại phòng tiêm chủng Sapo Hưng Yên, từ đầu năm đến nay có 202 người bị chó mèo cắn tới tiêm phòng vaccine bệnh dại. Số người đi tiêm phòng vaccine bệnh dại tập trung nhiều ở thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động. Hiện nay thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng, làm tăng nguy cơ chó mèo mắc bệnh dại. Đây là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ có thể phòng bệnh bằng cách tiêm phòng vaccine dại sớm, đúng và đủ liều. Nếu để đến khi bệnh nhân lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%. Vào đầu tháng 4, tại tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận trường hợp hai cha con tử vong vì bị chó dại cắn. Vì vậy, khi bị chó mèo cắn, người dân cần đi tiêm phòng vaccine bệnh dại. Các hộ nuôi chó thả rông cần thực hiện các quy định của ngành thú y như dọn mõm, chủ động tiêm phòng dại cho chó, mèo. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do có thu nhập thấp và không ổn định, giúp họ giảm bớt rủi ro khi về già. Nhưng thực tế cho thấy, việc tham gia phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn đang gặp không ít khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Thái Bình. Năm 2019, thành phố Thái Bình đặt ra mục tiêu có ít nhất 1.600 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên đến nay, con số này mới dừng ở mức khoảng 1.000 người. Một trong những nguyên nhân là do mức đóng vẫn cao với đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nó chỉ có hai loại thôi, là hưu trí với tử tuất, nên là nhiều người vẫn còn băn khoăn với cái chế độ được hưởng sau này của họ ấy. Bên cạnh đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu để hưởng hưu trí kéo dài đến 20 năm, đòi hỏi người tham gia phải kiên trì, trong khi nhiều người lao động hiện nay lại chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội với tương lai của mình. Để giải quyết khó khăn và thu hút đối tượng tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tập trung chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ viên chức làm công tác thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chi đúng chế độ chính sách, bảo đảm an toàn quỹ, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, thời điểm này các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học có bếp ăn bán trú. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Gia Bình. Huyện Gia Bình có 45 trường, từ mầm non đến bậc trung học cơ sở với gần 22.000 học sinh. Tỷ lệ ăn bán trú là hơn 15%, trong đó riêng bậc mầm non là 100%. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, ngay từ đầu vào, Gia Bình đã yêu cầu tất cả các trường có bếp ăn bán trú phải ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có giấy chứng nhận an toàn và các đơn vị cung cấp phải có trách nhiệm cung ứng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đến thời điểm này, 100% trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện Gia Bình thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp có sự kiểm tra giám sát của cán bộ y tế trường và đại diện hội phụ huynh. Công tác phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Nhân viên nấu ăn tại các trường đều qua đào tạo và được khám sức khỏe định kỳ. Khu nhà bếp, nhà ăn thường xuyên được dọn vệ sinh. Huyện cũng triển khai lắp đặt hòm thư góp ý tại các trường để kịp thời tiếp nhận xử lý những thông tin phản ánh từ các bậc phụ huynh.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định phát triển mạnh, thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia, qua đó nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất con người nơi đây. Từ phong trào thể dục thể thao của xóm Triền, đến nay các xóm ở Hồng Quang cũng lần lượt thành lập câu lạc bộ, mà thành viên chủ yếu là những công nhân làm việc trong các công ty xí nghiệp may. Không chỉ phát triển mạnh ở bộ môn bóng đá, phong trào thể dục thể thao xã Hồng Quang còn mở rộng ở các bộ môn thể thao khác như cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, kéo co. Hiện toàn xã có 12 trên 29 xóm đã quy hoạch và xây dựng được sân bóng đá, hai sân bóng đá cỏ nhân tạo. Phong trào cầu lông phát triển mạnh trong các trường trung học cơ sở Hồng Quang với hai sân thi đấu, thu hút đông đảo giáo viên nhà trường tập luyện. Phong trào đi bộ, chạy thể dục buổi sáng hàng ngày thu hút hơn 20% dân số tham gia trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Hiện nay ở nhiều tuyến đường, tuyến phố trong địa bàn thành phố Hưng Yên diễn ra tình trạng nhà dân tự ý chiếm dụng vỉa hè để làm lán để ô tô, gây cản trở lối đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị. Dọc các tuyến đường Nguyễn Huệ, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi, Đông Thành, Bắc Thành, Bùi Thị Cúc, Hoàng Văn Thụ, không khó để bắt gặp những lán xe bằng khung sắt nhô ra trước cửa nhà chiếm hết phần vỉa hè như thế này. Theo cách nói của nhiều người thì đây là những chuồng cọp làm mất đi đường thông hè thoáng. Thực tế này đã diễn ra từ vài năm nay, các cơ quan quản lý của thành phố Hưng Yên cũng đã biết. Một số năm về trước thì theo ý kiến của cử tri thì trên địa bàn thành phố, nhất là chỗ phường Lê Lợi, có một số hộ gia đình đã sửa cái cổng, đấy, gia cố cái cổng để làm nơi đỗ xe. Đấy, thì sau ý kiến cử tri thì ủy ban thành phố đã kiểm tra và đã cái việc ấy xảy ra là đúng. Thế thì ủy ban thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường, trong đó có phường Lê Lợi, là tuyên truyền vận động là nhân dân tháo dỡ. Phường Lê Lợi là địa phương làm điểm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng vấn đề tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm lán để ô tô diễn ra ở một số tuyến đường, nhiều nhất là đường Hồ Xuân Hương và đường Nguyễn Huệ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi cho biết, phường đã ra quân kiểm tra xử lý, yêu cầu các hộ chiếm dụng phải phá bỏ lán, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng này. Hiện nay còn một số hộ thì họ cũng nuôi vào, nhưng vẫn ra cái chuyện là chống đối, cũng có thể là nửa đêm thì họ lại tiếp tục, không có chỗ gửi xe thì họ lại tiếp tục họ để xe vào. Thế cho nên là cái việc xử lý này chúng tôi vẫn đang kiên quyết để vận động gia đình để tự giác tháo dỡ. Tình trạng biến vỉa hè thành lán xe diễn ra chủ yếu ở các tuyến đường, tuyến phố có đông dân cư sinh sống, diện tích nhà chật, không có chỗ để xe ô tô nên phải tận dụng vỉa hè. Gia đình này được làm thì gia đình khác cũng làm theo. Dù biết hành vi chiếm dụng vỉa hè là vi phạm, chính quyền địa phương cũng đã nhắc nhở, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa tự giác phá bỏ lán xe. Thì trông nó cũng có những cái hơi vướng mắt một chút, nhưng mà ở cái thành phố Nghiên này, gửi xe gửi cổ những cái chỗ nó lại không có. Mọi người dân ở đây cũng thế thôi. Thế thì như vậy là có làm thêm một cái chỗ mà để xe. Nếu như vận động mà các hộ dân cố tình thì chúng tôi cương quyết xử lý theo quy định. Và chúng tôi sẽ cương quyết làm bằng được để đảm bảo vấn đề trật tự đô thị cũng như là về cái nếp sống văn hóa an ninh. Để xử lý triệt để tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm lán xe, cần sự kiên quyết của chính quyền các phường, trong đó xử lý những hộ vi phạm, tránh sự nể nang, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hộ có ý định làm lán xe trên vỉa hè. Để trả lại đường thông, hè thoáng, những gia đình có lán xe lấn chiếm vỉa hè cần tự giác tháo dỡ, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Vừa qua, đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với đội 2, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển trái phép 136kg cá thể TT. Trước đó, ngày 16 tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với đội 2, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 88A10538 đi qua trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động vận chuyển hàng hóa trốn lậu thuế hàng cấm. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên lái xe đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi đến địa phận thành phố Hải Dương. Các đối tượng phát hiện thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước nên đã dừng xe và bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện trên xe có 39 cá thể TT và nhiều biển xe giả.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam tiến hành giám định toàn bộ số TT trên. Xác định có tổng trọng lượng 136 kg, có tên gọi là TT Java Manis Javanica, thuộc nhóm IP danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ngay sau đó, toàn bộ số TT trên đã được bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Động vật Hoang dã, Vườn Quốc gia Cúc Phương quản lý và nuôi dưỡng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang truy tìm chủ chiếc xe bỏ chạy để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.